với channel Bi hôm nay. Cái video này Bi muốn nói về tất cả những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn, cũng như các bạn đã từng thắc mắc và có những câu hỏi mà Bi chưa trả lời được, thì tất cả đều nằm trong đây. Và đây là 50 điều về Bi, cho nên là nếu như mà các bạn thắc mắc những cái gì mà các bạn muốn biết về Bi thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi cái video này nha. Và Bi nghĩ rằng cái video này cũng hơi dài, cho nên là các bạn nên chuẩn bị đồ ăn thức uống để mà chuẩn bị xem Bi kể về tất cả những gì mà những cái mà điên khùng nhất cho đến những cái mà các bạn chưa từng biết thì tất cả đều nằm ở trong video này. Bây giờ thì Bi sẽ bắt đầu ngay nhé. Tên thật của Bi đó là Lê Thị Trúc Quỳnh, nickname là Bi. Cũng rất là nhiều người hỏi là tại sao tên Bi. Tại vì Bi là cái tên mà ba mẹ của Bi ở nhà thường hay gọi. Từ lúc Bi sinh ra thì đã có cái tên này rồi, cho nên là Bi cũng muốn các bạn cũng đều gọi Bi là Bi chứ không phải là Quỳnh. Bởi vì cái tên Bi này nó rất là gần gũi và nó thân thiện, cho nên là Bi nghĩ khi mà các bạn gọi Bi như vậy thì Bi cảm giác như là người một nhà vậy. Các bạn hãy gọi Bi là Bi nha. Và Bi thì năm nay cỡ 27, chuẩn bị sắp qua 28. Ngày sinh của Bi là ngày 9 tháng 6 năm 1989. Bi biết là Bi già như trái cà rồi, nhưng mà mình cứ làm những gì mà mình thích thôi. Và hiện tại thì Bi đang sống ở Cali. Bi qua Mỹ năm 2003 cùng với gia đình. Cung hoàng đạo của Bi là song tử. Bi có một chị cả, Bi là út thôi. Hiện tại thì Bi có một đứa con đỡ đầu tên là Suri. Nếu như mà các bạn đã xem những cái video trước của Bi á thì các bạn cũng thấy có một đứa nhỏ, đứa bé rất là dễ thương, đó là con đỡ đầu của Bi. Cũng có một số bạn thắc mắc con đỡ đầu là gì. Con đỡ đầu ở trong Thiên Chúa, khi mà người ta rửa tội cho đứa bé đó thì cần có một người mẹ đỡ đầu. Các bạn cũng có thể nghĩ nó giống như là mẹ nuôi vậy. Tuy là không phải do mình sinh ra, nhưng mà mình chăm sóc và nuôi dạy nó cho đến lớn. Khi mà Bi rảnh thì Bi rất là thích hát. Hát vu vơ, hát một mình như vậy đó, cho nó vui chứ không cần phải có người nghe đâu. Và Bi nghĩ rằng cái này chắc chắn là các bạn đều muốn biết, đó là Bi đã lấy chồng rồi và lấy được một năm rồi. Bi cao khoảng 1m52, ở bên đây người ta nói là 5'2". Cái mùi dầu thơm mà Bi đang xài và thích nhất đó là Gucci Beauty. Thật ra mới khi mà tiếp xúc với Bi á thì Bi rất là khó gần gũi, và giống như người ta nghĩ như là mình bị chảnh chẹ hay sao đó. Nhưng mà thật ra thì Bi, bản thân Bi rất là ít nói, nhưng mà khi mà đã quen thân rồi á thì các bạn muốn stop cũng không được. Bi thì cũng có thể nấu ăn nhưng mà lại không có nấu. Bây giờ thì không có nấu, thông thường thì do chồng của Bi nấu, ba chồng và mẹ chồng. Bi thì phụ thôi. Nếu như mà không có hai người lớn thì Bi nghĩ rằng Bi cũng có thể nấu được. Cái size giày của Bi là size 5, cho nên là ở bên đây á, rất là khó tìm những cái size nào rất là nhỏ như vậy. Bi hay đi qua bên con nít á, Bi coi nhiều hơn là coi bên size người lớn. Và Bi cực kỳ dị ứng với mùa lạnh. Mỗi lần khi mà trời lạnh thì Bi lại bị dị ứng, và mỗi lần ngủ dậy là hắt xì liên tục như vậy đó. Không biết tại sao, ngày nào cũng như ngày nào hết. Cái điều điên khùng mà Bi đã từng làm đó là Bi tự xỏ lỗ tai cho mình ở cái bên đây và một cái ở trong này. Không biết tại sao mà lúc đó mình lại khùng như vậy. Chắc là các bạn cũng chưa tưởng tượng được đâu, hồi đó đó khi mà Bi cắt mái ngố như thế này đó, nhưng mà Bi cắt lỡ tai nó lên tuốt trên này, thành ra Bi lấy dao cạo Bi cạo hết cái phần này luôn. Bi nghĩ rằng là cái điều này thì rất là nhiều người thích, đó là ngủ nướng. Bi rất là thích ngủ nướng, đặc biệt là buổi sáng khi mà thức dậy là rất là muốn ngủ thêm một chút nữa. Không bao giờ dậy liền được. Cái màu mà Bi thích đó là màu hồng, nhưng mà rất ít mặc đồ hồng. Thường thường thì những cái đồ vật dụng, gia dụng thì Bi mới có màu hồng thôi, nhưng mà quần áo thì Bi rất là ít có những cái màu hồng đó. Những cái ngày mà nghỉ dài hạn á thì Bi rất là thích đi du lịch. Bi rất là thích đi để coi những cái gì mà mình chưa biết và chụp những cái hình ảnh mình có thể để dành làm kỷ niệm được. Nói chung là rất là thích đi du lịch. Bi rất là thích coi phim hành động, phim hài hước, vui tính, chứ không phải như là những cái phim Hàn Quốc mà khóc lóc ướt át. Thật ra thì Bi cũng rất là thích coi phim Hàn Quốc, nhưng mà không phải những cái loại phim mà chết chóc rồi khóc lóc.
nó làm cho mình buồn lắm. Và cái bài hát mà hiện giờ Bi đang rất là thích đó là bài Ngốc của Hương Tràm. Vì em chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là cười. Cái game hiện nay Bi đang chơi và Bi rất là ghiền đó là The Sims. Không biết các bạn nào mà có chơi The Sims hay không. Bây giờ thì Bi đã chơi The Sims 4 rồi, nó có 1, 2, 3, bây giờ ra 4. Thì Bi đã có những cái đĩa sim game đó, Bi hồi đó Bi mua nó rất là mắc. Bi có 1, 2, 3 thì bây giờ Bi biết rồi, Bi tìm ở trên mạng thôi, không cần phải mua cho mắc. Nhưng mà 4 thì máy Bi có MacBook, nhưng mà cái MacBook của Bi không có chơi được PC, cho nên là Bi phải mua ở trên mạng rồi Bi đào về để chơi được bên MacBook. Thì bây giờ Bi đang chơi The Sims 4. Không biết các bạn nào có chơi không, nếu mà có thì hãy comment bên dưới cho Bi biết nhé. Đồ ăn, Bi thích ăn chân gà nướng. Số 1. Bi rất là thích uống trà sữa trân châu, đến nỗi mà chồng của Bi sợ luôn á. Tại vì khi mà mua một ly bô bà như vậy, mua một ly trà sữa trân châu như vậy, thì Bi đã hút hết cái phần bô bà rồi, còn nước nguyên một nửa ly luôn. Cho nên là chồng Bi nói trời ơi em hay thiệt. Bi có 8 lỗ bấm ở trên tai, nhưng mà Bi chỉ đeo bông ở trên lỗ này và ở trong đây thôi, bởi vì nó dễ bít, cho nên là Bi chỉ đeo hai cái này thôi. Còn nếu mà đi đâu thì Bi mới đeo những cái lỗ ở dưới. Người bạn thân nhất của Bi đó là một cô bạn người Phi, cô ấy tên là Anna. Và Bi có thể nói tất cả những gì mà Bi muốn nói, những cái mà Bi không thể nói với gia đình, không có thể nói với những người khác, nhưng mà Bi lại có thể nói tất cả cho cái người này nghe, cũng là Anna. Bạn thân Bi thì Bi rất là dễ dàng tha thứ, ai mà làm Bi giận hay là có những cái gì đó thì Bi cho qua rất là mau, nhưng mà Bi lại không có bao giờ quên, lúc nào cũng để trong lòng hết á, thù dai nhưng mà lại tha thứ. Và cái điều đặc biệt là Bi đang muốn sửa nhất đó là lúc nào cũng đi trễ, không bao giờ đúng hẹn. Bi rất là muốn xăm một cái hình xăm, không biết ở đâu trên người, nhưng mà Bi muốn là chỉ có một hình xăm duy nhất thôi, dù nhỏ xíu hay là như thế nào đó, nhưng mà Bi cũng rất là muốn có một cái. Tính tình của Bi cũng khá là khó nhưng mà cũng khá là dễ. Nói chung là Bi cũng không biết Bi như thế nào hết, nắng mưa thất thường lắm. Có một lần duy nhất Bi đã bị cảnh sát phạt, đó là đi xe điện ngầm mà không có vé đó. Tự nhiên ngày đó bị xui thì bị cảnh sát vào và xét vé thì lại không có vé, cho nên là bị một vé phạt và phải đi ra tòa và phải đóng tiền phạt. Không bao giờ dám mà xảy ra một lần thứ hai nào nữa. Không biết các bạn có biết không, Bi có một cái thẹo nghe miệng đây. Đó là do hồi nhỏ quậy quá hay sao đó rồi té, rồi bây giờ vẫn còn cho đến bây giờ luôn. Nhìn gần thì các bạn mới thấy, còn nhìn xa thì các bạn không có thấy gì hết. Nó nằm ngay đây, ngay mặt tiền luôn, mới chết chứ. Hồi lúc nhỏ đi học thì ngày nào cũng rất là chăm chỉ học bài, nhưng mà tự nhiên sao đúng ngay ngày mà mình không học lại bị kêu lên bảng và lại không thuộc bài, rồi quay xuống đằng sau để cho bạn nhắc, thì ngay lúc đó thì bị thầy quất vào mông cho mấy roi, nhưng mà vẫn tỉnh bơ, vẫn ngó xuống kêu bạn chỉ bài. Không nghĩ, không biết tại sao luôn. Bị đánh mà giống như là bị trời giáng vậy. Sau này thì Bi muốn có 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Nhưng mà nếu mà trời thương thì trời cho, nhưng mà nếu mà không có thương nhiều như thế thì cho 2 đứa thôi cũng được rồi. Thể thao mà Bi thích nhất đó là bơi lội, nhưng mà rất là ít đi bơi. Trong một tuần thì Bi rất là thích, thích nhất 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 luôn đó là ngày thứ tư. Bởi vì ngày thứ tư là ngày mà Bi lãnh lương. Nhưng mà thật ra nói mà đúng thì Bi lại thích ngày thứ sáu. Bởi vì qua ngày mai là mình biết mình được nghỉ và có thể làm video cho các bạn xem rồi. Bi không có thích viết ra giấy hay là phải cầm bút viết này kia, nhưng mà Bi là thích quay nhiều hơn. Quay thì nó lưu lại hình ảnh cho mình luôn, thì Bi rất là thích quay hơn là viết. Nơi mà Bi đã tới đó là Hawaii, Chicago, New York, Texas, Việt Nam và Cali này Bi đang ở. Nơi mà Bi muốn đi tiếp theo đó là Cancun, Mexico. Ở đó thì nó có biển rất là đẹp. Bi rất là thích uống cà phê nhưng mà lại không uống được, bởi vì khi mà uống thì người nó nóng rang lên và cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và chóng mặt. Không biết vì lý do gì cả.
Đó, một lần Bi đã từng bị khi mà đi toilet xong thì mới biết là mình không có giấy để mà... Oh no. Bản thân Bi thì Bi rất là thích làm trái ý người khác. Bi lại không có thích nghe người khác nói, mà người ta nói cái này Bi làm cái khác, người ta nói kia Bi làm cái khác. Bi không có thích người ta là phải bắt Bi phải làm cái này, làm cái này, làm cái này. Không biết các bạn có giống Bi hay không, mỗi khi mà buổi sáng dậy á, thì Bi đều chỉnh đồng hồ báo thức 2 lần. Một lần là trước nửa tiếng, có nghĩa là khi mà Bi cần phải dậy 6:30 sáng thì Bi chỉnh 6 giờ trước, nó kêu một lần xong rồi Bi tắt. Bi ngủ nướng thêm một chút nữa thì cái đợt thứ hai nó sẽ kêu 6:30. Thì bởi vì cái cảm giác mà khi mà ngủ thêm một tí xíu nó sướng không thể nào mà tả nổi. Cái câu châm ngôn mà Bi rất là yêu thích đó là cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai. Thế là Bi đã xong cái phần video về 50 điều về Bi rồi. Nếu như mà các bạn vẫn còn câu hỏi và thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới cho Bi biết, hoặc là các bạn vào Snapchat và hãy để cái video lên cho Bi biết và Bi sẽ trả lời các bạn ngay, hoặc là Bi sẽ làm một cái video Q&A riêng. Và Bi nghĩ rằng là Bi sẽ làm bên một phần Snapchat và cả Instagram hay là Facebook nữa, cho nên là các bạn hãy follow Instagram, kể cả Facebook và cả Snapchat nữa. Snapchat thì Bi mới bắt đầu thôi và Bi đang rất là ghiền nó luôn, cho nên là nếu như mà các bạn muốn mà cập nhật thêm nhiều về Bi thì các bạn hãy Snapchat, và Bi sẽ để cái username của Bi ở trên này, Facebook luôn nha các bạn. Thì các bạn muốn biết Bi làm cái gì thường ngày thì các bạn hãy follow tất tần tật. Và cái video đến đây là kết thúc, hy vọng rằng là các bạn sẽ thích nó. Và Bi nghĩ rằng đến đây thì các bạn cũng đã hiểu nhiều về Bi rồi, có phải không? Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye!